lợi ích sức khỏe của củ cải một trong những lợi ích chính của nước ép củ cải là khả năng điều trị bệnh viêm đường tiết niệu và ngăn ngừa nhiễm trùng thận bạn có biết củ cải trắng rất bổ dưỡng chỉ một loại củ cải trắng cũng chứa đủ các chất cần thiết để giải quyết nhiều vấn đề về sức khỏe của con người do đó khi chúng ta dùng củ cải trong các bữa ăn hàng ngày dưới dạng này hay dạng khác sức khỏe của chúng ta sẽ chuyển biến theo hướng tốt nhất lợi ích sức khỏe của nước ép củ cải một trong những lợi ích sức khỏe chính của nước ép củ cải là khả năng điều trị bệnh viêm đường tiết niệu và ngăn ngừa nhiễm trùng thận nước ép củ cải giúp loại bỏ sỏi thận và ngăn ngừa sự hình thành sỏi trong tương lai rất giàu vitamin a c kẽm phốt pho và chứa hàm lượng nước cao nước ép củ cải cung cấp nguồn dinh dưỡng tuyệt vời cho các tế bào của bạn từ đó giữ cho cơ thể luôn đủ nước được biết đến với đặc tính khử độc nước ép củ cải xử lý rất hiệu quả các vấn đề về da như mụn trứng cá phát ban và bệnh chàm từ đó giúp làn da khỏe khoắn tươi trẻ hơn và luôn giữ được độ ẩm dùng nước ép củ cải gội đầu có thể mang lại kết quả kỳ diệu là thúc đẩy sự phát triển tóc mới và ngăn ngừa rụng tóc ngăn ngừa bệnh vàng da, củ cải được coi là trợ tá quan trọng trong cuộc chiến chống bệnh vàng da. Nó mang lại lợi ích thần kỳ vì có thể kiểm soát việc sản xuất bilirubin và cũng giúp thanh lọc chất này. Củ cải cũng giúp kiểm soát sự phá hủy hồng cầu bằng cách tăng lượng oxy cung cấp cho máu. Ngoài ra, củ cải và lá rau cải cũng rất hữu ích trong việc điều trị căn bệnh này, giúp giảm cân. Một trong những lợi ích sức khỏe quan trọng của củ cải là giúp bạn giảm cân. Củ cải chứa ít calo, nhiều chất xơ và nước. Đó là lý do ăn củ cải dễ dàng thỏa mãn cơn đói của bạn. Nếu bạn đang đấu tranh để giảm cân, chỉ cần thêm củ cải vào chế độ ăn uống hàng ngày và bạn có thể tự nhận thấy sự khác biệt. Làm giảm nguy cơ ung thư. Lợi ích sức khỏe lớn nhất của củ cải là phòng tránh bệnh ung thư. Củ cải chứa nhiều phytochemical một chất có các thuộc tính chống ung thư. Thêm vào đó, loại củ này cung cấp vitamin C dồi dào, giữ cho cơ thể và các tế bào luôn khỏe mạnh. Kiểm soát cao huyết áp. Tiêu thụ củ cải có thể giúp bạn đánh bại chứng cao huyết áp kali chứa trong củ cải giúp chống lại tác dụng xấu của natri trong chế độ ăn uống của bạn, nhờ đó giữ cho huyết áp ổn định, giảm tình trạng thiếu máu. Thiếu sắt là nguyên nhân hàng đầu gây thiếu máu. Củ cải giàu chất sắt, giúp cơ thể hấp thụ sắt tốt hơn, chống loãng xương. Hàm lượng canxi có trong mỗi gam của củ cải cao hơn bất kỳ loại trái cây hoặc rau nào. Trong củ cải có 104 mg canxi, 1 mg sắt, 17 mg magie, 23 mg phosphor, 163 mg kali, 0,1 mg kẽm. Một ly 55g củ cải xanh có chứa 22mg natri, vì vậy không nên thêm muối khi nấu hoặc ăn rau này. Bệnh tiểu đường. Củ cải nhiều chất xơ, có lợi cho những người mắc bệnh tiểu đường. Củ cải xanh cũng chứa một chất chống oxy hóa là axit alpha-lipoic, có thể làm giảm lượng đường trong máu, tăng độ nhạy cảm insulin ở bệnh nhân tiểu đường. Tiêu hóa. Cũng nhờ giàu chất xơ và nhiều nước nên ăn củ cải sẽ ngừa táo bón, hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Mang thai. Theo Harvard Public School Harvard Medical Publications, phụ nữ trong độ tuổi sinh để hấp thụ nhiều chất sắc từ thực vật như củ cải, rau bina, đậu, bí ngô và đậu xanh, tăng cường khả năng sinh sản. Lượng axit folic có trong củ cải cũng cần thiết trong thai kỳ, bảo vệ thai nhi ngừa khuyết tật thần kinh, chất ngủ và tinh thần. Củ cải xanh chứa cho lai giúp duy trì cấu trúc của màng tế bào, giảm viêm mãn tính, folate chữa bệnh trầm cảm, ngăn chặn sự dư thừa homocysteine hình thành trong cơ thể. Homocysteine có ảnh hưởng đến quá trình cơ thể sản xuất các hóc môn điều chỉnh tâm trạng, giấc ngủ và sự thèm ăn. Nên chọn ăn củ cải tươi lá xanh đậm, lá nhỏ mềm và mùi vị nhẹ. Chế biến bằng cách trộn trong salad hoặc bánh mì kẹp, món ngon, xào, luộc hay thêm vào súp và thịt hầm. Cách ăn củ cải tốt cho sức khỏe. Củ cải chân đường phèn giúp nhuận phổi, trị ho hoặc ăn sống cũng có tác dụng tương tự vì củ cải có tính mát lại chứa nhiều nước. Ngoài ra, mùa đông thời tiết hanh khô nên ăn củ cải chân đường phèn có thể làm giảm tình trạng khô môi, nứt nẻ. Củ cải ngâm mật ong có thể làm dịu cơn đau họng. Do chứa lượng mù tạt nhất định nên củ cải có vị cây tự nhiên. Nhờ khả năng tiêu viêm, kháng viêm vốn có của củ cải, nên vào mùa đông, những ai bị đau họng, nghẹp mũi do cảm lạnh có thể tự làm kẹo củ cải để xử lý các triệu chứng trên. Ăn củ cải sống giúp thúc đẩy tiêu hóa, hỗ trợ giải rượu. Hàm lượng enzyme amylase trong củ cải trắng rất cao, hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa nóng ruột và đẩy nhanh quá trình bài tiết chất độc acetaldehyde sinh ra từ bia rượu. Củ cải trắng còn chứa nhiều vitamin C, giúp cải thiện chức năng gan thịt kho củ cải giúp giảm nóng trong tiêu đờm vào mùa đông người dân thường ăn nhiều thịt nên dễ có đờm và bị nóng khi ăn thịt lợn nấu củ cải hoặc thịt bò hầm củ cải thịt cừu hầm củ cải cơ thể không những đỡ nóng trong mà còn được bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng uống trà pha bằng lá củ cải có tác dụng dưỡng nhan làm đẹp da lá củ cải trắng rất giàu các loại vitamin a vitamin c đặc biệt hàm lượng vitamin c trong lá củ cải cao gấp 4 lần lượng vitamin c trong thân rễ Vitamin C có thể ngăn ngừa lão hóa da, hình thành các vết nám, giữ cho làn da luôn trắng sáng và mềm mại. Nói chung, ăn củ cải có lợi cho sức khỏe, không chỉ giúp thúc đẩy nhu động ruột, tốt cho tiêu hóa, giúp đào thải chất cặn bã trong cơ thể, mà còn giúp giảm mỡ máu, làm mềm mạch máu, giảm thiểu khả năng phát sinh bệnh sơ vữa động mạch.